Sau nhiều lần gọi loa, chủ phương tiện đang đỗ xe tại nơi cấm đỗ này không ra làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, buộc lực lượng chức năng thuộc đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phải ra thông báo dán tại kính xe. Đây là hình thức thông báo phạt nguội mới được phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội áp dụng. Chúng tôi sẽ thứ nhất là khi phát hiện xe vi phạm thì chúng tôi sẽ sử dụng trang thiết bị để ghi hình lại. Nhất là dùng loa kêu gọi, nếu có thì dùng loa kêu gọi. Nếu mà lái xe mà không có thì chúng tôi sẽ lập biên bản cái vi phạm và dán ở trên kính thông báo cho người vi phạm biết. Trong 3-5 ngày thì sẽ đến để xử lý. Nếu 3-5 ngày mà không xử lý thì sẽ tra cứu và thông báo đến người chủ phương tiện để biết vi phạm. Sau đó thì trong quá trình thì nếu mà 3-5 ngày mà người vi phạm không đến thì chúng tôi sẽ gửi thông báo đến cơ quan nơi làm việc cũng như là chủ nơi ở và công an phường, và phối hợp mới đăng kiểm để thông báo xe vi phạm. Trước đây, khi phát hiện xe dừng đỗ trái quy định, cảnh sát giao thông sẽ cẩu xe về bãi và yêu cầu chủ xe tự đến trụ sở để xử lý. Hình thức mới này không chỉ thông báo mà còn kèm theo lịch hẹn tài xế tới cơ quan công an để xử lý, rõ ràng theo các mốc thời gian. Trong ngày đầu thì đơn vị tổ chức tuyên truyền, nhất là các nhà dân ở mặt đường các tuyến phố làm sao mà chấp hành cái nội quy quy định của luật giao thông đường bộ, cũng như là chấp hành tốt cái xe đỗ ở trước cửa nhà, làm sao chấp hành tốt cái vấn đề là luật giao thông cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì trong cái khi kế hoạch mới ra thì đội cảnh sát giao thông đã cũng đã đi phát tờ rơi cũng như là tuyên truyền những người tham gia giao thông, cũng nhắc nhở các xe mà đỗ sai quy định sao chấp hành tốt cái luật giao thông đường bộ cũng như là cái mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái lễ hội, nhất là trong đợt đại hội đảng cũng như là Tết Nguyên đán. Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các phương tiện dừng đỗ sai quy định sẽ gây cản trở giao thông và là một trong những nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông.